Chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em ha. Hôm nay thì bạn Nguyên, khách của mình nhận chiếc xe Husqvarna Svartpilen 200. Wow, chuẩn, quá đẹp. Xin cảm ơn anh em, xin tất cả các bạn và tất cả các anh chị luôn đồng hành và luôn ủng hộ Châu trong suốt khoảng thời gian vừa qua ha. Nếu như mọi người và tất cả các anh chị mình đang cần quan tâm tới thương hiệu Husqvarna KTM thì có thể là gọi điện kết nối với Châu. Châu sẽ cung cấp với anh chị em nhà mình thật là nhiều thông tin về xe KTM và Husqvarna ha. Cảm ơn tất cả các anh chị và tất cả các bạn rất nhiều. Đây, hôm nay là mới vừa về cái Svartpilen đó nè. Rồi, cảm ơn nhà mình rất nhiều nha.